Dạ vâng, xin chào anh em nhé. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Mỹ Nhật Bãi nhé. Hôm nay em sẽ lên hình quay video cho anh em một cái con máy, chia sẻ với anh em một con máy là Kubota TG620. Đến một thương hiệu Kubota, một động cơ là động cơ xăng nhé. Nó đang sử dụng trên mình là một động cơ xăng, động cơ OHV đời cao nhất của các dòng Kubota. Hiện tại là đang thịnh hành trên thị trường Nhật Bản cũng như Việt Nam. Thì con Kubota này là một con máy là nó sẽ có những cái chức năng làm việc của nó là thứ nhất là xới đất này, phay đất xới đất nhé. Kéo cày lật cày trâu, kéo cày lật cày trâu, kéo bánh lồng bừa ruộng nước ruộng thụt, bừa ruông bừa đầm đó, rồi là kéo tháo dàn sới này ra để kéo lưỡi cày lật cày trâu, tháo dàn sới ra để mà kéo thùng rơ móc nhé, kéo thùng cái rơ móc. Thì đó là những cái chức năng của con máy này đó. Thì những con máy này thực sự đây là con máy đời nó rất là cao, đời nó chỉ sản xuất những năm gần đây thôi đó, nên là cái thứ nhất là phần trăm của nó, thứ hai nữa là các cái chi tiết của nó dường như là còn nguyên bản nguyên vẹn. Và đặc biệt là cái sự ổn định của nó là nó cực kỳ cao, siêu ổn định luôn. Nên là anh em các bác nào mà muốn mua những dòng máy như thế này ấy, đấy, thì cứ alo cho em nhé, theo số điện thoại là 0967 702 477. Đó thì em sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho về các cái dòng máy để mình làm phù hợp với chức năng công việc. Đặc biệt có thể là mua những dòng máy như là vun luống, tạt đất, vun luống, lên luống này. Đó, còn những dòng này là chuyên sới rồi, chuyên sới này, kéo thùng, kéo cày, kéo rơ móc, kéo hàng. Đó, là những cái công việc như thế anh em nhé. Đó, thì con máy này là con máy đến từ thương hiệu là Kubota. Đấy, con máy này đến từ thương hiệu là Kubota, thì nó chức năng của nó là như thế. Thì em sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem cái chi tiết, rồi đặc biệt là các cái tính năng hay là các cái cách sử dụng, hướng dẫn sử dụng nhá. Đó, nó thì nó đơn giản thôi. Đây, quay sơ sơ, thực sự đây là lâu, rất là lâu lắm rồi mà cũng có gặp những con máy Kubota nó đẹp như này. À, con máy này nó có thể đảo chiều hộp xích này nhá, để tăng công suất vòng tua của dàn sới nhá, để tăng công suất vòng tua của dàn sới. Trời ơi, đây con này nó đẹp quá anh em ạ. Rất là đẹp luôn đấy. Các cái nước sơn của nó dường như còn tươi nguyên. Rất là tươi luôn. Cực kỳ tươi tắn luôn nhá. Đấy, Kubota, động cơ Kubota. Đây, động cơ Kubota TG620. Đó, rất là đẹp, rất là mã đẹp đẽ luôn. À, số của nó đây anh em nhá. Đây cái bảng điều khiển, trung tâm bảng điều khiển của nó đây, nó sẽ có những chức năng. Thứ nhất là đây là một cái cần gài nhanh chậm này, cần gài số nhanh chậm nhá. Đó, nhanh chậm. Thứ hai nữa là đây là cần gài côn này. Đó, cực kỳ nhẹ luôn, cần gài côn nhá. Thứ ba nữa là cái này là phanh, bóp phát là nó sẽ phanh máy lại, nó thắng lại. Đó. Thứ bốn nữa là các cái bóp chuyển hướng, bóp côn chuyển hướng trái phải này, bóp visa chuyển hướng trái phải nhá. Đó. Thứ năm nữa là cái tay ga. Đó. Thứ sáu nữa là đóng nghe trực tiếp ngay trên đây luôn, đóng nghe đây ở trên này luôn. Đó, đời rất là cao luôn, đóng nghe tại đây luôn. Là giật nổ tại đây luôn. Đấy, nắm giật nổ tại đây luôn nhá. Con này là máy OHV, đời OHV đời siêu cao của Kubota, thì dường như nó giật như kiểu là nó nhẹ như lông hồng anh em nhé, nhẹ như lông hồng vậy luôn, thực sự là rất là nhẹ luôn, đó siêu nhẹ luôn anh em nhé, đó siêu nhẹ luôn. Thì ở đây đóng nghe này, giật nổ này, đó rồi là có công tắc đèn này, công tắc tắt máy này, đó số bảng số của nó thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 8 nhé, 8 số tiến và 4 số lùi nhé, 1 2 3 4 số tiến nhé, 4 số lùi, 8 tiến và 4 lùi nhá. Đó, một chiếc máy cực kỳ chức năng cao. À đây, đây nữa anh em này. Ở đây, đây là một cái mã số seri của nó đây, TG620 này. Đó, mã số seri nhá. Của công ty nó dập vào đây. Mã số seri, mã số code đấy. Này, nó bị mờ mất rồi. Đây, con này thực sự là phần trăm của nó cực kỳ cao luôn anh em nhá. Đây, rồi là cần số đây. Cần số đây. Đây, cần số đây. Vào thì nó rất là nhẹ luôn. À đây là cái cần chân trống này, chân trống này nhá, chân trống của máy. Ở đây là sẽ có cái cần số này, cần số sới này. Nó sẽ có tần nhanh chậm nhá. Đấy, nhanh chậm giữa mo. Đó. Đấy, con này thực sự là một món quà phần trăm cực kỳ cao luôn, siêu đẹp luôn anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy đây. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Rồi ok anh em. Đấy, anh em có muốn mua hay là muốn tư vấn về những cái dòng máy sới như thế nào ấy thì cứ alo hoặc là gọi cho em nhá. Theo số điện thoại là 0326 0967 702 477 nhá. Thì em sẽ tư vấn kỹ lưỡng về các cái dòng máy để anh em làm phù hợp với công việc, rồi là phù hợp với những cái điều kiện của mình, môi trường hay là các cái điều kiện địa hình đó, để phù hợp với anh em nhé bà con. Rồi đây em sẽ quay tổng quan cho. Đây là một con máy nó sử dụng động cơ này đây, của Kubota nhá, Kubota OHV đời là đời cao nhất của Kubota. Nó đang xài một cái lọc nhớt, bọc lọc bụi bằng nhớt này, nó đang xài lọc bụi bằng nhớt nhá. Đó, lọc bụi bằng nhớt này, lọc xăng có lọc vô luôn này đó. Đây, ốc ga của nó trắng tinh nguyên. Thực sự đó là một con máy rất là mới luôn của Kubota. Kubota đây. À, con này nó có đèn anh em nhé. Đây anh em có thể thấy là con này nó có đèn này. OHV là động cơ OHV. Con này nó có đèn ấy thì nó sẽ làm đáp ứng lại cho mình anh em nào, bà con nào làm ở những khu vực hoặc là những cái địa hình môi trường gọi là thời tiết nó khắc nghiệt. Ví dụ như vào những thời điểm nắng nóng ấy, tháng 5, tháng 6 nóng đúng không? Anh em muốn bừa ruộng ấy
mà làm ban ngày nó nóng quá, anh em có thể là làm vào những cái buổi, thứ nhất là buổi sáng sớm, thứ hai là buổi tối muộn, là nó sẽ có đèn nó hỗ trợ cho anh em nhé. Có đèn hỗ trợ cho anh em rất là hiệu quả luôn, thực sự là rất là hiệu quả luôn. Rồi đây, thông số của nó đây, đây là thông số của nó hiện tại là động cơ Kuta GH170TD, công suất là 6,2 PS nhé, 6.2 PS này, 6 ngựa 2 đó, 6.2 PS nhé, đó 0.6 lít, 0.6 lít nhá. Đây, lốc máy cực kỳ sạch sẽ luôn anh em, anh em có thể thấy này, lốc máy là cực kỳ đẹp đẽ luôn, siêu đẹp luôn. Đây, giò sớ của bên dưới của nó đây, bọn em cũng rửa cũng chưa kỹ đâu, chỉ lấy cái gì xịt sơ nước đi thôi. Đó, chân trống đây mới tinh luôn. Đó, giò đây chưa có rỉ nước gì kia gì cả, chưa có rỉ sét gì hết. Đặc biệt là nó đang sử dụng một cái cặp bánh này rất là lớn anh em nhé. Đấy, nó đang sử dụng một cái cặp bánh cực kỳ là lớn luôn. Đây, cặp bánh đây, anh em có thể thấy là cặp bánh này 400-12 nhé, 400-12 nhé. Đấy, cặp bánh 400-12. Đó thì cặp bánh này là cặp bánh mà siêu lớn, đẹp, có thể là đi trên tất cả những cái địa hình gồ ghề hay là địa hình lún liếc thì nó sẽ không bao giờ bị sợ đầm đìa nhé, hoặc là bị sợ trượt nhá. Đấy, và đặc biệt cái lợi thế của nó đây, nó là nó đang sử dụng một cái cặp bánh lớn và cao gầm, thì nó sẽ và nó có thể chỉnh rộng hẹp nữa, anh em có thể nhìn thấy đây, bánh nó chỉnh rất là rộng luôn, thì nó sẽ đỡ, nó cân bằng cái máy cực kỳ là tốt, là sẽ không bao giờ có chuyện là bị lật máy hay là bị nghiêng máy gì hết cả. Đó, đây là lợi thế của những cái cặp bánh lớn này nhá, và đặc biệt là cái khung gầm cao như này đó. Nên là con này là cho ra là chức năng của nó thì nó cũng ít thôi, chức năng chỉ nó có sới này, chức năng của nó chỉ có sới thôi, phay sới, rồi là kéo thùng, kéo rơ móc, kéo cày, kéo lưỡi cày lật cày trâu, gắn bánh lồng bừa ruộng nước ruộng thụt, bừa ruộng này, bừa ruộng bừa đầm đó, rồi là kéo hàng, kéo thùng, kéo rơ móc nhá. Đấy, chức năng của nó chỉ có chừng đó thôi, nhưng mà nó sử dụng cặp bánh này nó sẽ mang lại cho mình cái sự yên tâm, an toàn về cái khi sử dụng vận hành ấy, là nó không có bị sợ nghiêng lật đó, rất là ok. Đặc biệt là cái khung sườn hay là cái dàn máy này của nó thì nó sẽ rất là đầm nhá, nó rất là nặng đó, nó đầm, nên là nó không phải là nó không quá nặng như các con máy dầu càng đó, mà nó cũng không quá nhẹ như các cái dòng máy sới tạt đấy, mà nó là một cái máy tầm trung để có thể phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi có thể sử dụng, đặc biệt là sẽ phù hợp với các bác nào lớn tuổi này, hoặc là chị em phụ nữ đấy, có thể là giật nổ con máy này và sử dụng con máy này rất là dễ nhá. Nó có cái côn chuyển hướng này, đó, côn chuyển hướng này trái phải đó, rồi là đóng nghe nhé, giật nổ đây, rất là nhẹ luôn, thực sự là kéo cái dây giật này nó nhẹ như lông hồng. Em cầm một tay, em cầm kéo này, tay em đang cầm điện thoại nhá, em quay bằng điện thoại đó, thì nó rất là nhẹ luôn, thực sự luôn, nó rất là nhẹ đó. Cần số thì nó gài côn nó nhẹ hều, à số được vào này, nó nhẹ như lông hồng luôn đó, nó nhẹ như lông hồng luôn này đó, rất là nhẹ luôn đó. Mã số seri đầy đủ của nó hết đây đó. TG620 này, đúng chưa, KR, mã cốt bị trầy hết rồi đó. Rồi, ok nhá. Đấy, Kuta, một con Kuta rất đẹp đẽ đấy, rất đẹp đẽ luôn. Đó, anh em xem video nhá, có gì báo lại cho một tiếng nhá. Cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0967 702 477. Đấy, em sẽ tư vấn cho các cái dòng máy để anh em phù hợp với công việc, đặc biệt là cái nhu cầu sử dụng hay là các cái giá tiền đưa ra, thì số lượng máy bên em có rất là nhiều đây. Số lượng máy bên em có rất là nhiều nhá. Thực sự có rất là nhiều luôn. Đó, ví dụ như các cái dòng Honda này chẳng hạn. À, các cái dòng Honda này thì nó chuyên là tay lái nó đảo, quay tay lái 360 độ này. Đó, giá nó cũng trên 10 triệu. Giá nó cũng trên 10 triệu thì con này nó đa chức năng, con này có 6 ngựa thôi, đa chức năng. Vừa sới vừa tạt, vừa làm sới cào cào nhá. Đấy, cực kỳ đa dụng, đa năng luôn. Thì bên em thì hàng thì bữa nay thì cũng cũng còn nhiều, cực kỳ còn rất là nhiều luôn. Rất là nhiều anh em nhé. Đó, anh em có thể có chat còn cực kỳ nhiều luôn. Đó. Nên là anh em muốn mua các cái dòng gì ấy, thì cứ alo bên em nhá. Alo cho em. Theo số điện thoại là 0967 702 477. Em sẽ tư vấn rồi là hướng dẫn, tư vấn rồi là em sẽ hướng dẫn cho anh em là mua những dòng máy gì cho nó phù hợp với công việc ấy, chức năng, đặc biệt là các cái giá tiền mình muốn bỏ ra mua. Rồi, ok anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã quan tâm video. Anh em nhớ đăng ký kênh để nhớ xem video nhé, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo nhé. Thì hàng ngày em sẽ có những cái video rất là thú vị ra hướng dẫn cho anh em những cái con máy như thế này để anh em có thể tham khảo này, tìm hiểu, hoặc là mình muốn xem những cái dòng máy như thế nào, có nhiều dòng máy như nào, công việc như nào nhá, cho nó phù hợp với anh em nhá. Đó. Rồi, ok. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá vì đã quan tâm video. Đó. Rồi, em chào anh em nhá.